Hi mọi người, hôm nay mình sẽ ăn hàu sống với rong nho nha. Cái món này thường mình đi ăn ở nhà hàng Nhật thì hay có mọi người. Nên hôm nay mình về mình làm theo nè. Rong nho thì mình sẽ ngâm tầm một bịch thôi nha. Ngâm tầm 5 phút. Hàu thì mình sẽ tách vỏ ra như vậy nè. Loại này người ta làm sạch rồi, mình chỉ có tách vỏ ra là mình ăn thôi. Con hàu rất là ú luôn ý. Mình sẽ ăn kèm nước tương, chanh và wasabi nha mọi người. Cho thêm wasabi và nước tương để ăn nó cay nồng hơn nữa. Và cho thêm một tí tương ớt cho nó cay cay nồng hơn tí xíu nữa nha. Rồi mình trộn đều lên. Phần rong nho sau khi mình ngâm và rửa sạch rồi mình sẽ bắt đầu mình cho lên con hàu như vậy nè. Mỗi con tầm 1-2 cộng thôi, mình cho nhiều thì sẽ mất cái vị của hàu á mọi người. Đây là cái combo bơ bánh tráng lớn nha mọi người. Tổng trọng lượng trong combo này là gần 1 kg nha. Trong đây sẽ có 6 tiếp bơ như vậy, một hũ tép sấy, một hũ hành phi, lại có thêm đậu phộng, khô gà và muối hộp cho mọi người ăn. Đặc biệt là bánh tráng dẻo tôm loại ngon rất là dẻo luôn. Và combo này siêu to nha, 4-5 người ăn vẫn dư nha mọi người. Còn bây giờ mình ăn hàu nha. Mình vắt chanh lên rồi mình bắt đầu mình rưới sốt lên mình ăn. Một dĩa 8 con thì mình sẽ ăn tầm 4 con nha. Và cái loại hàu mình ăn là hàu Nhật á mọi người. Lúc mình ăn là rất là thơm mùi sữa luôn và đặc biệt rất là sạch nha. Cái loại này mình thường xuyên ăn á, đặc biệt con rất là to luôn, ăn rất là đã nữa. Mình ăn kèm với rong nho giòn giòn nè, và quan trọng là cái nước tương mình ăn kèm á, nó rất là nồng mùi wasabi á, ăn cay cay nồng nồng đã lắm luôn á. Kiểu như mọi người ăn cái loại tái chanh nó bình thường quá rồi thì mình đổi qua cái cách này mình ăn nó sẽ đỡ ngán hơn tí xíu, tại vì nước tương wasabi mình có pha thêm tương ớt nữa, ăn nó sẽ cay hơn tí xíu nữa. Rong nho thì giòn giòn nè, có vị mặn nhẹ, và mọi người đừng có sợ là ăn kèm với rong nho nó sẽ bị tanh nha, tại vì cái nước tương wasabi này nó đã lấn cái mùi tanh của rong nho rồi. Mình ăn kèm như vậy chỉ là tăng cái độ giòn giòn lạ miệng hơn thôi. Và cái dĩa kim đang ăn thì tầm 2 người ăn là vừa đủ nha, 1 người ăn tầm 4 con là ok rồi, vì con hào bự lắm mọi người.